Hello cả nhà, Mai Vũ xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Quý vị thường ở Mai Vũ thấy ở bên Mỹ á, nếu mà quý vị có thể hòa nhập được với lại cuộc sống Mỹ á, thì mình thấy cuộc sống Mỹ á, nó rất là thoải mái nha quý vị. Nhưng mà có một số người thì họ không thể nào mà hòa nhập được với cuộc sống Mỹ nên họ cảm thấy buồn chán và họ muốn đi về Việt Nam. Nhưng mà đó chỉ là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, mỗi suy nghĩ khác nhau, không có thể suy nghĩ giống như nhau được. Nhưng mà mình không có nên nghe những cái lời tiêu cực của một số người mà mình nghĩ nước Mỹ này thế kia, thì nó cũng theo mỗi cái nhìn nhận của mỗi người. Thì thường á, một ngày cuối tuần ở Mỹ đó mình hay làm những cái việc gì? Như hôm nay á, thì mình đi ăn uống cùng với lại gia đình, đó là cái buffet đó quý vị. Tất cả những cái món đó mình có thể ăn, nhưng mà mình chỉ có trả một cái giá tiền nó tương đối rất là rẻ so với lại cái tiền mà ở bên này mình làm ra, chứ nó không có là mắc. Mà theo mình thấy đó thì cuộc sống ở bên Mỹ nó rất là thoải mái, nếu như mà mình biết chấp nhận nó và mình biết cái cách làm sao để mà hưởng thụ cuộc sống Mỹ đó quý vị. Tại vì mấy Vũ thấy có quá nhiều thứ để cho mình enjoy và hưởng thụ mà không biết tại sao có một số người họ lại không có làm được chuyện đó, hoặc là họ cảm thấy nó buồn chán khi mà họ ở Mỹ. Nếu như mà mình hòa nhập được với cuộc sống Mỹ rồi á, thì Mai Vũ nghĩ là sẽ cảm thấy rất là vui, tại vì có rất là nhiều thứ mà nhiều khi ở Việt Nam á, mình không thể nào mà có được, hoặc là có rất là nhiều thứ nó hơn Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà cũng còn tùy thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người coi mình suy nghĩ như thế nào nữa. Nếu mà ai hỏi mình nó có nên đi Mỹ hay không, thì mình nói là nên đi nha quý vị, cho dù bất kỳ một cái giá nào, mình có một cái cơ hội để mà qua Mỹ, hoặc là mình có bỏ ra một cái số tiền để mà mình có cơ hội, mình có tiền và mình bỏ ra một số tiền để mình đi Mỹ, thì nó không bao giờ là muộn cả. Nhiều người người ta nói thời buổi bây giờ Việt Nam sướng quá rồi, đi qua Mỹ làm gì, đó là suy nghĩ của một số người thôi. Nhưng mà thật ra ở bên Mỹ nó có rất là nhiều thứ mà ở Việt Nam của mình không có. Chỉ khi nào quý vị đi qua đây rồi á, thì mình mới cảm nhận được cái cuộc sống Mỹ nó như thế nào. Sau khi mình đi ăn uống rất là no nê rồi á, thì mình sẽ làm một cái gì đó để cho nó giống như là đi tập thể dục để cho nó bớt lại, chứ mà ăn no quá đó mà đi về thì cũng không có tốt. Nên hiện tại bây giờ mình đang đi vô trong một cái cửa hiệu này, đây là trong một cái cửa hàng này thì mình cũng nghĩ là chắc là rất là nhiều người ở bên Mỹ ai cũng biết cái cửa hàng này, họ bán đồ rẻ nha mọi người. Thường á là họ lấy đồ ở những cái chỗ mà giống như người ta những tất cả những cái shopping mà người ta bán đồ mà người ta bán không có hết á, thì giống như cái hàng mà họ tồn ra đó là họ sẽ bán lại cho những cái cửa hàng này. Và những cái cửa hàng này đó thì họ mua tất cả những cái đồ ở những cái cửa hiệu khác về đây để mà họ trưng bày họ bán. Nên nhiều khi họ có những cái giá rất là tốt đó mọi người, giá rất là rẻ, tương đối rất là rẻ, không có mắc nha. Tất cả những cái đồ hiệu mà mình thấy ở trong này như là Michael Kors hoặc là Coach hoặc là những cái hiệu khác nữa đó thì toàn là hàng thiệt không. Chứ ở trong cái cửa tiệm lớn như thế này thì họ không có được phép bán hàng nhái. Nhiều người nghĩ, ủa sao rẻ quá, có phải là hàng nhái hay không? Nhưng mà thật ra không có hàng nhái ở trong này nha quý vị. Ở bên Mỹ mà bán hàng nhái mà bán ở một cái cửa tiệm như thế này thì nó không có hợp pháp. Nên thường tất cả những cái đồ mà mình thấy, những cái đồ hiệu mà mình thấy là đều là hàng thiệt. Thường á, mỗi đợt hàng họ về mỗi kiểu và mẫu khác nhau. Nhiều nhiều lần mình đi tới đây á, thì mình thấy có rất là nhiều thứ mà mình muốn mua, nhưng mà cái lần này á, thì hàng về mình cảm thấy như là nó không có nhiều thứ mà mình muốn mua lắm. Nhưng mà cái áo này nhìn rất là dễ thương nè mọi người, áo này vải xô ha. Đợt trước mình ra mình thấy vải xô như vậy nhiều lắm nhưng mà họ đã mua hết rồi. Bây giờ còn toàn lại những cái áo mà nói chung tùy theo mỗi sở thích của mỗi người mỗi khác thôi. Nhưng mà đối với mình thì những cái áo này mình nhìn mình không có ưng ý lắm. Chắc là cái đợt hàng này á, nó khác so với những lần trước. Tại vì mình muốn đi tìm những cái áo mà tay lỡ đó mà tới đây thì không có. Thường bây giờ mùa hè đó họ trưng toàn những cái tay ngắn không à. Với lại cái vải á, mình cũng không có ưng lắm. Nên đợt này ra đây coi như là không có gì mà mình cảm thấy mà mình muốn mua như là những cái lần trước.
những lần trước mỗi lần mà đi ra như vậy đó là ít nhất mình cũng mua được cả 5-7 cái hoặc 10 cái. Cái áo này dễ thương rồi mọi người, nhưng mà Mai Vũ có cái áo như vậy rồi, nó là màu bông màu hồng nên mình không có muốn nữa. Có một số cái là mình ưng nhưng mà mình đã có rồi, còn lại đa số là họ về những cái hàng mà nhìn nó cũng được, nhưng mà tại mình không có thích áo tay ngắn á nên mình không có cảm thấy hứng thú khi mà mình muốn mua những cái đồ mà hiện tại. Nhưng mà có thể là cái đợt này họ về hàng như vậy, nhưng mà tuần sau hoặc là đợt sau họ sẽ về nhiều hơn. Trong đây bán mấy miếng chanh đẹp, bức chanh đẹp không mọi người? Oh, quá trời chanh đẹp luôn nè. City nè. Bán mấy cái thứ linh ta linh tinh. Mấy cái hũ này phát đồ ăn nè. Mình kiếm cái hũ đôi á, không thấy. Cái hũ mà nó có hai ngăn đó, mà bằng sành. Ừ, này dễ thương à. Này dễ thương. Có 3 đồng mấy à? Mấy cái đầm mà không biết có đẹp không, chứ mấy cái đồ mà mặc đi làm bình thường không thấy, không có cái nào mà mình thấy ưng hết. Nó về từng đợt á, đợt trước mình toàn là vải xô không, đợt này không. Ngắn ngủn đâu mà thích mặc dài dài. Cái này chắc cho con nít. Chắc để đợt sau ra nhiều khi nó có hàng nhiều hơn, chứ đợt này hàng xấu kiểu gì không, về từng đợt nó có mừng. Quá trời luôn nè, lựa được mấy cái đồ này dễ thương không, bị bệnh nha mọi người, ở nhà nhiều đợt nhiều đầm lắm mà sau đi cái thấy cái là mua, bị bệnh nghề nghiệp nha, dịp 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 cái này được á. Cái này cũng được nha. Cái này cũng ok hả mọi người? Chắc là mình phải về mình kiếm cái nút mình đính ra đây nè. Đó. Sao toàn màu vàng không vậy trời? Lượn một hồi mà sắp tới giờ đóng cửa luôn mọi người. Bây giờ mình ra tính tiền mua được cho cha con nó mấy đôi dép này á, để đi mùa hè nè. Thì bây giờ mình đang đứng đây để cô khách này tính tiền. Bữa hôm nay mình không có mua nhiều đồ lắm, tại vì thường á, những cái đồ mà mình thích á, thì ở trong này lại không có, nên mình mua được có một vài cái đầm với lại một vài món như vậy thôi, đôi dép. Rồi cái chủ yếu mình vô đây á, là mua cái máy kéo tóc, nhưng mà thực ra mình mua nhiều hơn cái máy kéo tóc rất là nhiều, nhưng mà thôi kệ đi, mình làm được thì mình xài được. Đây là một cái hũ này giống như nó kiểu như là mứt nha mọi người, cái này là mứt mà nó làm từ Pháp nha, cái này là giống như mứt trái khóm á, trái khóm với xoài. Rồi mua được cái chai nước dâu, cái chai nước dâu với lại cái a lè với dâu, một hồi á, tính hơn 100 đô luôn. Nãy mình biết rồi, mình đi qua bên cái chợ mới mở bên cái tên đó, bên này không có, không có gì hết. Không có gì trên, có hàng về xấu quá. Nó đi một hồi vậy mà cũng tới giờ đóng cửa mới, gần tới giờ đóng cửa mới về luôn. 9 giờ nó đóng. Không gì mua hết, không đi có gì chơi mua hết á. chơi cho 2-3 giỗ thôi, Ừ, có 2-3 giỗ hết đó, 100 là cái gì. Còn đâu có có gì, gì không có gì đâu, mua hết á. không có gì mua hết Có gì mua mua cái gì đó mà biết rồi trời ơi.
Nó đi cho nó ăn nhiều quá đi cho nó tiêu. Trời giờ ăn lần này thôi về diet luôn, mà nó mập quá. Mập mập quá, mặc đồ xấu quá. Không ăn nữa nha. Không ăn tối, không ăn tinh bột. Nhất quyết xuống 10 pound. Nhưng không biết chừng nào. Oh my god. Hai cái xe cảnh sát nó đậu đó chị kìa. Hai cái xe cảnh sát đi đâu mà đi hai cái à? Đi làm việc về. Trời à. Mặt trời đang xuống, cảnh hoàng hôn rất đẹp nha. Đó, cảnh hoàng hôn đẹp không? Nhìn cảnh nó đẹp làm sao mọi người. Ở ngay tại đây cũng có thể ngắm cảnh được, đâu cần phải đi đâu xa. Đồi núi chập trùng, đồi núi chập trùng. Hoàng hôn xuống. Anh có mua được cái gì không? Đi mua được hai cái chip cho nó. Ngày nghỉ không làm được gì hết, chỉ đi lon ton ở ngoài đường vậy thôi đó. Xong một ngày nghỉ rồi, xong một ngày nghỉ. Nó qua bao nhiêu anh nhỉ? Ước gì nó còn khoảng 12 tiếng nữa ha. Cho mình theo hồi đi shopping ha. Thôi, chả có ma shopping nào mở cửa. Bây giờ Walmart nó cũng đóng sớm luôn rồi. Chấm đen đi. Mặt trời đang sắp sửa dần dần khuất bóng. Ở chỗ này là hãng xe Ford nè. Tired. Chỗ này đẹp không? Nếu mà thì bán lại cho phép 15 đồng. Là sao? Nó giảm nó ba, nó cho nó 30 đồng của mình thôi. Ờ. Hiểu không? Ừ. Nó bán cho nó hàng 10 đồng nhưng mà nó bán cho tôi 30 đồng. Hiểu không? Thì có nghĩa là nó cho. Ủa không quẹo họ đi đâu vậy? Thì có nghĩa rằng là con nhỏ nó cho tôi 30 đồng, nó cho rồi có 10 đồng nè. Ủa mà không biết trả lại mất 15 đồng. Chả lại chả hiểu ông nói gì. Có nghĩa là nó cho mỗi người riêng rồi gì. Ừ nó cho riêng nhưng mà tôi nghĩ là nó cho 30 đồng tôi với nàng. Thì nó không nói gì tôi bắn cho nàng. Cuối cùng nó cho hoàn rồi thì hoàn bắn lại hay sao? Hoàn bắn lại cho tôi về lấy. Đau thế. Sao cho bác tới 30 mà cho em có 10 đồng. Nhưng mà cái đó là trước nó cho tôi 40 rồi. Chả hiểu con nào. Không phải tôi là ôm rẻ. Con mới đen hả? Cái cuối cùng làm chân hả? Ừ, con đó xong tao làm chân đó, tao làm ôm đè á. Mà công nhận là con nó đẹp thiệt, đẹp kinh luôn á. Đây, cái tiệm kem này nó chỉ bán mùa hè thôi nè. Quá trời người đang xếp hàng chờ. Quá trời favorite luôn nè, mọi người không biết ăn cái gì luôn á. Ở đây bán chỉ có mùa hè thôi nha. Giờ đang đứng đây coi muốn order cái gì nè. Đây có mấy đứa con nít. Còn nếp nó bán thì nó ăn cái này, nó ăn cái ice cream. Put in the cup. Rồi mình muốn cái Vista. Yeah, that's it. Rẻ vậy trời, có 9 đồng mà hai cái luôn trời. Ngồi đây mấy đứa con nít nó đang ngồi ngoài đây nó ăn nè. Rồi 9 đồng. You don't mind, can I have a 2 extra spoon? Yeah. And I want that cup. Thank you. You have a good day. Thank you. Wow, mango. Đá bào mango. Ngọt ngọt, rất là ngon nha. Rita. Rita. Tiệm này nó bán mỗi mùa hè thôi, không hiểu sao. Nó mướn cái chỗ đó mà nó bán mỗi mùa hè thôi rồi sao nó đủ ta? Nó đủ kinh phí ta? Chắc lỗ á. Dẫn không? Ngon lắm nha mọi người. Chất như lướt cất. Mọi người thấy cuộc sống Mỹ có buồn chán không mọi người? Thì tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà đối với mình thì cuộc sống Mỹ lúc nào cũng the best. Cho Mai Vũ tạm dừng video ở đây và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Quý vị đừng có tiếc một cái like. Và nếu mà ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm một cái đăng ký cho Mai Vũ nha. Bye bye, see you next video.